mọi người. Harper xin nói chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy sẵn sàng với những món ăn ngon và những món ăn tinh thần mà những nghệ sĩ mang đến. Bên cạnh đó sẽ là hai phần quà đến từ các fan hâm mộ dành tặng cho thần tượng của mình. Ngày hôm nay sẽ là sự xuất hiện của một người em và Rapper dành hết tất cả những tình yêu thương và sự trân quý dành cho anh ấy, bởi vì đây là một người nghệ sĩ rất điển trai và cực kỳ đa tài. Đó chính là nghệ sĩ Cao Xuân Tài. Trời ơi, đẹp trai quá. Chào Tài. Chào anh. Lâu ngày quá, anh đẹp rồi. Cảm ơn Tài đã nhận lời đến với ngôi nhà của Khẩu vị ngôi sao. Và chắc chắn ngày hôm nay chúng ta sẽ có được rất nhiều câu chuyện chia sẻ và thậm chí là những bí mật lần đầu tiên Tài chia sẻ nha. Nào, xin mời Cao Xuân Tài vào phòng khách. Về nghề nghiệp, Tài đã được trải qua rất nhiều công việc khác nhau. Xuất phát điểm của bạn là gì? Nếu mà ngoài nghệ thuật á, em tốt nghiệp đại học xong thì em làm huấn luyện viên thể hình. Sau đó thì em vừa làm huấn luyện viên thể hình vừa làm mẫu. Sau đó em tham gia một số cuộc thi thì may mắn là em được giải Nam Vương Thế Giới. Thì sau đó em bỏ hẳn nghề huấn luyện viên thể hình thì em chuyển qua em làm nghệ thuật luôn. Về nghệ thuật thì bạn là diễn viên nè, người mẫu nè, rồi MC nữa. Giờ em đang tập lại. Và đến với ngôi nhà Khẩu vị ngôi sao thì chắc chắn sẽ là những món ăn mà để phục vụ cho đúng cái gu ẩm thực của Cao Xuân Tài. Thì hãy đặt hàng đi ạ. Hai tờ giấy, mỗi tờ giấy bạn hãy ghi lên đó một món ăn mà bây giờ mình đang rất mong muốn được thưởng thức. Rồi, hai món hai tờ ha. Dạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cũng mong chờ thấy cái nét chữ của Tài sao, chứ giờ chưa thấy. Và bây giờ xin mời Cao Xuân Tài chào đón hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay nha. Hai bạn gái rất là dễ thương và đáng yêu. Đó chính là Hà My và Phạm Hạnh. Đây. Rồi, mời hai bạn ơi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký tham gia vào chương trình để có cơ hội được gặp gỡ những nghệ sĩ và đặc biệt là Cao Xuân Tài. Mình hãy tự giới thiệu về bản thân nào. Xin mời em. Dạ, em xin chào anh Cao Xuân Tài và anh Hoàng Rapper. Em tên là Phạm Nguyễn Hiếu Hạnh, năm nay em 19 tuổi. Hiện em là diễn viên. Cảm ơn Hạnh, rất là đáng yêu. Còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Hà My. Em 19 tuổi và em là sinh viên năm 2 ạ. Năm 2 trường nào là cơ? Dạ, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật á anh. À, cũng có cái tình yêu dành cho nghệ thuật nữa. Dạ. Cái ấn tượng của bạn ra sao dành cho anh Tài? Em biết anh Tài là siêu mẫu của một cái chương trình gì đó. Kiểu em thấy cũng ga lăng, đúng gu em luôn á. Ôi, trời ơi. Cảm ơn em. Gì vậy trời? Em là gu của anh luôn á. Sao tự nhiên nói tới cái gu của em quýu là còn chút xíu vậy? Tự nhiên cái nói tới anh Tài cái em bụng rụng tay chân quá. Còn với bạn Hà My thì sao? Em nhìn anh Tài thì rất là đẹp trai. Là bề ngoài là nhìn đập vô mắt luôn á anh. Vì em rất là thích trai đẹp. Anh Hoàng thì sao? Đừng nhắc tới dạ, anh nữa. Anh Hoàng cũng đẹp trai anh. Cảm ơn My. Dạ. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ khám phá những cái từ khóa liên quan đến cuộc sống của anh ấy mà có khi chúng ta theo dõi chương trình, mình đọc báo chí chưa bao giờ lắng nghe được những điều này. Đó mới là điều thú vị. Mà để có thể lật ra được 3 ô từ khóa 1, 2, 3 trên màn hình, hai bạn Hà My và Phạm Hạnh phải vượt qua những thử thách bằng những câu hỏi và thách đố của chương trình nha. Sẵn dạ, sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, rồi mời hai bạn cầm bảng lên nào. Và bây giờ hãy đến với câu hỏi đầu tiên các bạn nhé. Thành phần nào dưới đây không có trong nhân của bánh gai? A. Đậu xanh. B. Mỡ lợn hay còn gọi là mỡ heo á. C. Lạp xưởng. Và D. Dừa. Em ăn bánh gai chưa? Dạ rồi. Em ăn bánh gai chưa? Dạ rồi. 2, 1. Đáp án là bạn Hạnh là trả lời lạp xưởng. Bạn My trả lời cũng là lạp xưởng. Chính xác. À, rất là giỏi nha. Chúc mừng hai bạn. Như vậy chúng ta đã có hai người cùng trả lời đúng nên cái quyền lật ô số bí ẩn thuộc về Cao Xuân Tài. Nên bây giờ Tài, 1, 2, 3. Em xin phép lật ô số 2 đi. Số 2 ha. Rồi, xin mời ô số 2. Bí mật nào nào? Quan trọng là với ai? Bởi vì với em á, có thể ăn cái gì không có quan trọng lắm. Nhưng mà quan trọng là mình đi ăn với ai. Với em cái đó là quan trọng. À, vậy bạn không thích ăn mình hả? Cái cảm giác em ăn mình, em ăn nhiều lắm luôn á. Nhưng mà nhiều khi mình vô thành phố Hồ Chí Minh mình sống, xong mình nhớ cái bữa cơm gia đình. Tại vì gia đình em ở ngoài Đà Nẵng á. Đà Nẵng. Thì lúc nào ăn là hầu như cũng đầy đủ tất cả thành viên trong gia đình, đặc biệt là buổi tối. Cho nên em rất là trân trọng cái không khí đó.
và ăn mình thì đương nhiên hơi buồn. Buồn và cô đơn nên bạn sẽ thích ăn với ai đó, nhưng mà ai đó là cụ thể là ai đó? Em nghĩ là gia đình là quan trọng nhất. Tiếp theo thì bạn bè, bạn thân hoặc là anh quản lý gì đó chẳng hạn. Rồi người yêu, bạn bè thì người yêu chắc là xếp luôn em ơi, ảnh có người yêu rồi em ơi, có chưa? Nhưng mà hiện tại thì chưa. Chưa nha em. Chưa là được. Nghe mừng hết. Chỉ nhờ một cái cụm từ khóa vậy thôi mà mình đã khám phá được. À, hóa ra là anh Ca Xuân Tài thích ăn với những ai. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đến với thử thách thứ hai, cố gắng để lập ô số tiếp theo nha. Dạ. Đây là một câu đố, đố mèo. Bánh gì rất rẻ hết? Rất rẻ có nghĩa là nó không mắc. Hết giờ. Rồi, xin mời đáp án. Bánh gì à? Thí dụ như câu đố là cái bánh gì nó không nhiều á, thì mình mắc ít thì đúng ha. Bánh cam, ủa mắc trứng gì cam là rẻ. Có nhiều cái nó còn rẻ hơn cam thì sao cưng. Bánh mà rất rẻ là bánh bèo. Bánh bèo ha. Không có nghĩ ra. Đố chữ thôi mà, đố kiểu dân gian. Đố mèo. Như vậy là hai bạn Hạnh và My không có giải đáp được câu khá là hóc búa này. Nên thôi Tài tiếp mở tục mở ô số. Dạ em mở số 1. Số 1 ha. Ok, số 1. Nội dung là gì? Ủa, miếng đầu tiên. Hả? Quy hiệu thằng bếp kìa. Trời, vậy là hai bạn đã đánh mất một cơ hội quý báu trong ngày hôm nay để sử dụng quy hiệu này để nhờ sự trợ giúp của anh Tài. Trời ơi, ủa quá em ơi. À, quay trở lại với miếng đầu tiên. Với em là miếng đầu tiên là miếng ngon nhất. Tại sao em miếng đầu tiên lại là miếng ngon nhất? Em tại vì khi mà em nấu cái gì đó, em không thể kiềm chế được mà mình phải gắp đũa mình thử. Tức là ăn mà ăn trên nồi luôn á, cảm giác đó rất là ngon. Mặc dù người ta nói là ăn vụng, cái cảm giác mà ăn mà đồ ăn đang nóng mà mình ngồi mình trực tiếp nấu, ví dụ thịt nướng đi chẳng hạn, đúng không? Anh ăn miếng cuối cùng thì nó nguội rồi, anh phải ăn miếng đầu tiên chứ. Miếng đầu tiên là miếng thấm nhất, mà nó nóng nhất, mà nó giòn nhất nữa, là miếng ngon nhất. Bây giờ chúng ta hãy đến với cụm từ khóa thứ ba. Sẽ không còn là một câu đố nữa mà đòi hỏi hai cô gái xinh đẹp ngày hôm nay cố gắng lăn xả ngay tại phòng khách của chúng tôi. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Dạ. Rồi, xin mời. Chúng ta đã quay trở lại với khẩu vị ngôi sao và bây giờ sẽ là thử thách cuối cùng chờ đợi xem giữa Hà My và Phạm Hạnh ai sẽ là người có quyền được lập ô số cuối cùng cũng như chiếm rất nhiều lợi thế. Hai người đẹp chúng ta đều rất là yêu thích về nghệ thuật, nhưng quan trọng là có nắm bắt và hòa nhịp giống như là anh Ca Xuân Tài hay không. Chúng ta sẽ có 5 cái cảm xúc hoặc là sắc thái khác nhau khi hòa rapper 321 đọc ra những cái đề bài này, thì anh Cao Xuân Tài sẽ bắt đầu tạo dáng bằng gương mặt, bằng hình thể của mình. Nhiệm vụ hai bạn phải bắt chước cho giống là được nha. Dạ. Và quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Cao Xuân Tài, xem cô gái nào là người có khả năng bắt chước giỏi nhất. Dạ. Chuẩn bị nha. Động tác đầu tiên, mắc cỡ. 3, 2, 1, xin mời Tài. Trời ơi trời. Tay phải nha, hai bạn đều làm tay trái nha. À, ok đó, rồi ok, được. Động tác thứ hai, tập thể dục. 3, 2, 1, xin mời. Nghe mắt anh phụ mang cho mày, trời ơi anh đồ quá trời mày dưới, thôi phải phụ mang trợ má lên gì đó. Ok. Ủa tập thể dục không phải làm xiếc. Ủa kìa, em hết mời mà anh. Ông trong phòng gym nào mà làm xiếc thủy vậy chứ. Anh khởi động toàn bộ cơ cơ thể luôn nè. Ok, ok, dễ thương. Chuẩn bị động tác thứ ba, thả tim. 3, 2, 1, xin mời. Đây. Đây. Anh như tay phải nha. Đừng chơi tay trái luôn. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Động tác thứ tư, tạo dáng chụp hình. Tạo dáng nè, đẹp nè, chuyên nghiệp nè, siêu mẫu nè, đó quảng cáo nè. Ồ hô, yeah, ngầu ngầu, cool cool cool. Chà, lợi thế có cái quần quá, có cái túi quần thọt vô. Rồi, okay. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ động tác cuối cùng, nhảy múa. Đó, đúng rồi, hay quá, nhạc chương trình cung cấp hay quá. Trời ơi, nhạc lên quá trời lên luôn. Nữa, kinh công xuất hiện nữa rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, Ca Xuân Tài đã trải qua 5 cái đề bài dành tặng cho hai bạn gái ha. Hai bạn đã rất cố gắng để có thể bắt chước cho giống với động tác của bạn. Thì Ca Xuân Tài quyết định xem ai trong số bạn Hạnh và bạn My, người nào được phép lập ô số tiếp theo. Em thấy bạn Hạnh diễn tốt hơn, giống hơn. Giống hơn. Cái thần thái của bạn Hạnh là thoải mái, bạn không ngại. Còn My thì em cảm giác vẫn còn hơi xấu hổ rút chút. Rè, đúng rè chút. Xin chúc mừng Phạm Hạnh. Chúng ta quay trở về nè.
Và bây giờ sẽ là bí mật đằng sau ô số 3. Xin mời. Cái gì ăn Bắc mặt Nam? Người ta nói vào Nam ra Bắc, còn ăn Bắc mặt Nam là sao? Cái này là cũng là quan điểm riêng của em luôn. Tức là bản thân em cảm thấy em hợp, em thích phong cách ăn uống của miền Bắc. Cái khẩu vị của những món ăn Bắc. Để ý nha, để ý nha. Dạ. Còn miền Nam thì em thích về cái phong cách ăn mặc hơn. Tại vì phóng khoáng, nó thoải mái. Thực ra bởi vì em là cũng gốc Bắc Trung Bộ, tức là em sinh ra ở Hà Tĩnh. Thì khi mà gia đình em chuyển vào Đà Nẵng sinh sống á, thì gia đình em vẫn giữ cái khẩu vị của những đồ ăn miền Bắc. Thì bởi vậy em ăn từ nhỏ tới lớn cho nên em quen. Thì cái vị miền Bắc thì lạc và nó thanh hơn. Dạ đúng rồi, nó lạc, thanh và ít chất béo hơn, ít dầu mỡ hơn. Cảm ơn bạn. Như vậy là chúng ta cũng đã xác định được giữa hai bạn gái Hà My và Phạm Hạnh thì Hạnh chính là người đang được chiếm ưu thế. Nên bạn sẽ có quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên đầu tiên đó chính là được lựa chọn một trong hai món ăn ngày hôm nay. Cao Xuân Tài đang đặt hàng và mong chờ chúng ta sẽ nấu cho anh ấy. Dạ. Món còn lại chắc chắn thuộc về Hà My. Một bên là gỏi cá, một bên là mì Quảng. À cha. Em nghĩ là em sẽ chọn mì Quảng á. Mì Quảng. Dạ. Chúc mừng bạn, mì Quảng ha. Như vậy là gỏi cá thuộc về em nha. Anh có ăn gỏi cá mai bao giờ chưa? Gỏi cá mai anh có ăn rồi. Dạ. Nhưng mà anh ăn ở chỗ đó thì anh không thích cái vị chỗ quán đó lắm, cho nên là anh cũng không biết gỏi cá mai như thế nào là chết không? Là có ăn rồi mà không thích hả? Thì ấn tượng của em không tốt lắm. Em lưu ý những điều này để lát nữa mình làm gỏi cá cho thật là ngon. Và bây giờ sẽ là cái lượt ưu tiên thứ hai dành cho Hạnh luôn. Hạnh lựa chọn gian bếp bên trái hay bên phải theo hướng nhìn của khán giả? Bên trái hay bên này? Bên phải là bên kia. Dạ em chọn bên trái. Rồi bên trái. Như vậy bên phải sẽ là phần bếp của bạn Hà My. Và bây giờ xin mời Cao Xuân Tài cùng với quý vị khán giả, chúng ta hãy vào bếp để chế biến thức ăn thôi. Trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng với gian bếp của chúng tôi. Mỗi bên đều có một cái nét đặc trưng rất là riêng, tạo nên độ khó cho quá trình chế biến thức ăn dành cho hai người đẹp Phạm Hạnh và Hà My. Bên Hà My thì Tài thấy không? Hà My đang bị hạn chế về cái độ dài của cánh tay của mình lắm. Bị cột hai tay hai bên, nên bạn ấy không thể nào mà có thể thoải mái được. Đâm ra để có thể mà vươn được tầm tay bên phải là phải rút cái tay bên trái lại. Nên cố gắng nha. Dạ. Còn bên của Phạm Hạnh, bên hông của bạn Phạm Hạnh đang bị cột chặt bởi một sợi dây. Và chiều dài của sợi dây này đang bị giới hạn rất là nhiều. Nên việc di chuyển của bạn ấy chỉ trong cái chu vi của sợi dây này mà thôi. Hãy cố gắng có thể vươn tới cái vòi nước để mình có thể sử dụng những nguồn nước và những nguyên liệu phụ ở xung quanh nha. Yeah. Bên cạnh đó, nếu như Tài để ý thấy trên những món nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính, chúng ta đang có rất nhiều tờ giấy nhỏ. Ở trong nội dung tờ giấy chính là những thử thách mà Tài sẽ phải cố gắng vượt qua để giúp cho hai bạn ấy có thể sử dụng những món đó. Đến khi nào mà Tài hoàn thành được thì hai bạn gái mới được quyền sử dụng món nguyên liệu đó. Nếu mà em không hoàn thành được là không sử dụng luôn. Đúng rồi. Rồi, xin mời hai bạn đeo bao tay vào và xin mời Tài về vị trí phòng khách. Ấy cha, thoải mái rồi. Bình thường ở nhà hen là được mẹ nấu ăn cho ăn, mà bây giờ bữa nay được hai người đẹp fan hâm mộ có thể nấu cho mình ăn. Bên cạnh đó phải cố gắng hỗ trợ. Anh Tài ơi. Hả? Em cần anh lấy giúp em một món ăn á. Thì đây là thử thách của anh, là vừa lắc vòng vừa mang nguyên liệu, đang cần tìm từ phòng khách đến đặt ở bếp. Em đang thiếu cái gì vậy? Là cá mai anh. Có nghĩa là em phải vừa đi lắc vòng mà em phải đi kiếm cái món cá mai đó. Trời, cái này khó à. Hay quá em ơi. Lo cái vòng không mà không thấy đường. Thì phải dệt. Đâm ra là phải kết hợp nhiều yếu tố. Hình như là em thấy rồi á. Cơ thể, tầm nhìn, cái trục của con người mình đi sao cho đây. Coi chừng quất bể tivi nhà anh vợ đền đó. Bể bên đông nha. Không được làm rớt cái vòng bể bên đông à. Đừng có cá mai thì có để giấu. Ai mà để gì mà đấy. Để sao cái này. Rớt bên đông bên đền đó. Chơi kìa. Lắc đem về cho bạn đó. Hay quá Tài ơi. Coi như quốc hiệu tượng Tài ơi. Lắc liền lìa trời ơi. Giỏi. Đây cá của em đây. Ok, chúc mừng bạn Hà My, bạn đã có món cá mai rồi. Anh Hoàng ơi. Ê, giờ em biết được cái nhịp rồi nè. Thấy chưa? Ơi, thấy chưa? Em mới kêu anh á. Gì mà không cho. Em cần trứng cút á. Nên là anh hãy giúp em làm thử thách là bịt mắt, chỉ được ngửi và đoán đúng 5 tên loại trái cây. Ok, sẵn sàng rồi. Cái đầu tiên dễ dễ nha. Hè nữa ra.
ngon á. Trái này ngon nè. Nữa không, nữa không? Dễ, em biết. Gì, trái gì? Trái nhãn. Giỏi. Trái khác nè, liếm đi, liếm đi. Không được cắn thì đổ trái này sao giống y trái nãy trời. Ủa khác à, trái này quen thuộc với tuổi thơ chúng ta lắm luôn á. Biết rồi. Biết gì, biết gì, biết gì? Ổi. Chính xác, giỏi. Rồi bây giờ trái tiếp theo nè. Trái xoài. Đúng không? Trái này mới khó. Tại vì trái này không có mùi đặc trưng á. Nát hết rồi, trời ơi, đà le thử. Chưa biết là nơi anh không vô cắn là nát quá. Thì đó, ráng tại. Thanh long. Thanh long, chính xác luôn. Bây giờ ráng trái nữa thôi, cho cắn cái. Cái trái này quen lắm nè. Ráng đi, trời ơi, bây giờ chả lẽ không có chứng trúc thì làm sao mà người ta chế biến được mì quảng. Trái hồng đúng không? Chính xác, như vậy là chúng ta đã vượt qua được thử thách này rồi. Chúc trời mừng bạn Phạm Hạnh ha. Mình được sử dụng trứng trúc rồi. Dạ, 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 dạ. Làm lạnh miếng nhẹ. Ở đây có thử thách cho anh nè. Vừa kéo hơi chữ A vừa lột vỏ một quả trứng gà chín và ăn trong vòng 30 giây. Ok, cái này. Nhưng mà em đang thiếu món gì? Là xoài á. Lột xong là ăn hết trái trong 30 giây. Mà trong quá trình ăn cũng phải à. Và em được đập trước chứ đúng không? Không được. Ủa không được luôn hả? Anh nãy nói lột không mà. 3, 2, 1 bắt đầu. À. À. Lấy cái à. Không được, bạn làm vậy là chưa được. Bạn phải làm thêm cái này nữa mới được. Không có đổi đi, em lột cho anh ăn được không? Chứ còn nuốt đâu. Đúng không? Đúng không? Không đổi đi. Chuẩn bị nè, em đi anh ăn nha. Ok. Sử dụng món mình đang thiếu đi cưng. Phải đập mạnh anh mạnh Tài vô ơi, em đang cần được dùng tôm á. Nên là anh thử thách giùm em là tung được 3 quả banh bóng bàn xuống bàn và vào được lần lượt 3 trái vào ly giấy phía trước. Chuẩn bị. Em nhắm ly bên này trước đi. Ừ. Khó vậy. Không có anh phụ em đi. Ý. Trời ơi. Hai chặt cũng được nữa hả? Ừ, mấy chặn cũng được. Cái này chút đi mà. Dễ. Hay quá em ơi. Mà phải 3 trái 3 cái ly. Chứ không phải là 3 trái trong 1 cái ly nha. Mỗi ly phải là 1 trái á. Hay quá ta. Thấy chưa? Anh thấy dần thì thao chưa? Đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Trời ơi. Hay quá anh ơi. Hay quá. Em được quyền sử dụng rồi. Dạ em cảm ơn anh. Hết thử thách rồi đúng không nào? Ôi hên quá. Như vậy rồi, là bốn thử thách ngày hôm nay đã được chinh phục bởi Cao Xuân Tài và Hoàng Đá Bơ rồi. Đây, bây giờ Tài ơi, mình dọn dẹp chỗ này đi. Để lát nữa mình uống có nước không gian đẹp đẹp để mình ăn cho ngon miệng nha. Và đây rồi, thành phẩm của hai bạn Hà My và Phạm Hạnh đã hoàn thành xong. Một bên là gỏi cá của bạn My, một bên là mì quảng của bạn Hạnh. Nhìn sơ qua thôi là thấy 10 điểm về ngoại hình rồi. Nhưng mà không biết chất lượng bên trong như thế nào. Thì với hai món ăn này, Cao Xuân Tài muốn được thưởng thức món nào trước? Em sẽ ăn
gọi cái mai trước đi. Em sẽ ăn gọi cái mai trước, sau đó ăn mì Quảng, là ăn nguyên tô, ăn cho nó. Xin mời. Thì không biết là Hà My muốn dành tặng cho Cao Xuân Tài những lời chúc ra sao? Em chúc anh ăn ngon miệng, tại vì món này là món lần đầu tiên em nấu. Để em thử cái nước mắm trước. Ngập nhật ngầm. Nước mắm đầu tiên là không quá mặn cũng không có quá lạt, vị chua cũng vừa, với anh là cũng còn hơi ngọt. Nhưng mà ok, vẫn ngon, vẫn ngon. Để anh thử cái món cái mai vô. Chà, đũa nữa hả? Ăn chứ, ăn vị cao tâm với anh. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao cũng là cực hình với sự chịu đựng của MC lắm. Toàn đứng dầm miệng không à. Trời, quà của bạn mà, bạn cứ thưởng thức đi. Đây còn mùi xoài nữa, trời ơi cái mùi xoài kích thích quá. Tầm giờ này thì đói lắm. Nó nói hết được chữ luôn rồi đó. Em không có hiểu biết về cái món gỏi này lắm, nhưng mà khi mà ăn chung thì rất là ngon. Chứ anh gọi mà cá mà thấm hết mấy cái nước này thôi chắc phải mặn, đúng không? Mặn lắm, sao mặn lắm. Đúng thì rồi. Mấy bạn sẽ không có đủ thời gian để làm. Gỏi là món ăn kèm. Rồi, em sẵn sàng món thứ hai rồi á. Hết hồn tưởng hết dĩa. Vậy là mình về. Dạ, bây giờ chúng ta hãy đến với món tiếp theo là mì Quảng của bạn Hạnh ha. Bạn Hạnh có thông điệp nào qua phương điệp này này dành cho bạn Cao Xuân Tài không? Em chỉ muốn chúc anh ăn ngon miệng thôi. Ok. Tại vì đây là lần đầu tiên em nấu cho một người con trai đó. Trời ơi, ghê chưa? Rồi, em nước mắm trước nè. Đó, cũng phải nếm nước mắm trước. Nước mắm này là nước mắm hơi mặn. Hơi mặn. Nước mắm này là để chấm với thịt nè, với gà, với tôm, với trứng cút. Không có cần chan nước mắm thì em nghĩ là ngon. Đúng rồi. Muộn, nước lèo quan trọng lắm. Đúng rồi. Rồi đó, bây giờ em hấp thử miếng nước lèo coi. Em cảm nhận vị ngọt nó ra sao nè. Thì giờ miệng thôi chứ có gì đâu mà. Trời ơi, cắn chết nữa. Thôi cảm ơn, thì chưa ăn gì hết rồi cũng bắt cắn chết. Đúng là em nghĩ khi mà mình bỏ rau vô thì mì nó bị hơi lạc. Chanh nước mắm. Đúng rồi. Trời ơi, cái gì nó có bài bản chứ đâu làm dư thừa được. Ăn miếng chanh nữa. Trời ơi, thiệt đó. Bình thường mấy khách mời khác ăn con miếng hai miếng. Thiệt, em là người đầu tiên ăn nhiệt tình vậy luôn á. Nói chung thì nó ăn cũng rất là ok. Nhưng mà cảm giác của anh vẫn còn bị hơi thiếu cái gì á. Thiếu hả? Thiếu cái độ thanh thôi. Bởi vì ăn ví dụ như đồ ăn thì cũng ngấm. Nhưng mà khi mà ăn mình cảm giác có vị mặn nhiều. Đúng như em nghĩ thấy không? Ví dụ như nước mắm này cũng rất là quan trọng nè. Bởi vì ngoài chấm ra thì khi mà nhiều người ta thích ăn đậm đà, người ta chan thêm nước mắm vô thì vẫn phải giữ được cái sự độ thanh. Còn ăn mà đổ mồ hôi luôn kìa. Thiệt á. Vậy thì món nào chiến thắng ngày hôm nay? Món cá mai là món chiến thắng. Wow, chúc mừng cho bạn Hà My. Như vậy là món gỏi cá đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Và Hà My sẽ nhận được một phần thưởng riêng với món mì Quảng. Ủa chê mà. Mặn mà. Trời ơi, người ta nấu cho mình ăn thì mình phải ăn chứ. Nhưng mà rõ ràng vẫn ngon miệng đúng không? Và bây giờ chúng ta cùng nhận thưởng nào. Và đây, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng đã thuộc về món gỏi cá của bạn Hà My. Cao Xuân Tài ơi, tặng cho Hà My đi. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn em nhiều. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Trời, Hạnh muốn phần thưởng nha. Mặc dù mình không được 5 triệu, mà mình được một món quà còn vô giá 5 triệu nữa. Gì vậy anh? Một cái nụ hôn nồng cháy của MC. Thôi, nhìn thái độ biết rồi. Một cái ôm thật là thấm thiết đến từ Cao Xuân Tài. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn hai bạn ngày hôm nay đó. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn anh. Tuổi thân lắm quý vị ạ. À. Nhan sắc nó lên, nói lên tất cả luôn. Một cái nụ hôn nồng cháy của MC. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em nhiều. Xấu là một cái tồi. Nhưng mà cũng cố gắng làm sao để mang lại những phút giây giải trí dành cho tất cả quý vị khán giả. Và đặc biệt là để cho quý vị khán giả hiểu hơn về Cao Xuân Tài là một nghệ sĩ dễ thương và đa năng ra sao. Cảm ơn hai món ăn ngày hôm nay mà Phạm Hạnh cùng với Hà My đã dành cho Cao Xuân Tài. Nhưng mà bây giờ cũng là lúc để chúng ta chia sẻ cảm xúc của mình nè. Hạnh ơi, thấy cô hơi tiếc tiếc chút xíu nào không?
Dạ em cũng hơi tiếc tiếc một chút xíu, nhưng mà không sao, được nấu ăn cho một người mà em rất là thích là em vui lắm rồi. Ừ, rồi được ảnh ôm một cái nữa đúng không? Dạ. Cảm ơn bạn. Còn với Hà My thì sao nào? Dạ em cũng rất là vui khi được nấu ăn cho anh Tài, và món này thì em sẽ áp dụng để nấu ăn cho gia đình của em. Ừ, đúng vậy. Từ những món ăn đó chúng ta có được cơ hội để thể hiện được tình cảm của mình dành cho những người mình thương, và chúc cho Cao Xuân Tài sẽ luôn xứng đáng với những tình cảm mà quý vị khán giả khắp mọi nơi đã luôn dành tặng cho Tài, và Tài sẽ càng ngày vững bước hơn nữa trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và kính thưa quý vị, hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi vào khung giờ rất là quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.